dàn binh mà bố trận giống như mà Chúa hướng dẫn dân của Chúa không? Dạ. Mình chưa có thấy cái điều đó. Cô chú có thể quan sát, đây là cái tường thành người ta vẽ lại, mô phỏng lại ở trên cái vị trí đất đó. Cái thành Jericho như từ trước mình học mà một số cái điểm vẽ thành đó, nó mặc dầu nó nằm ở trên đồi nhưng mà nó vẫn cách cái mặt nước biển, vẫn thấp hơn cái mặt nước biển rất nhiều. Và cái vị thế của cái tường thành đó, cô chú thấy ở trong cái hình ảnh này, người ta mô phỏng lại dựa theo những cái gì người ta khảo cổ thì rất là vững chắc. Nhà cái tường thành rất là lớn, rất là vững chắc. Và nhà của người ta đó được xây cặp theo những cái mé, cái thành của cái tường đó xây ở phía trong cặp theo. Thì cô chú cho em tưởng tượng, em mang cái hình kế. Có cái hình nào mà chị chụp lại cái bản đồ em xem thử. Đây là cho chị xem thử. Đúng rồi. Đây là cái hình mà bây giờ người ta chụp về cái thành Jericho hiện bây giờ đó cô chú. Cô chú có thể quan sát là cái khu vực phạm vi của thành đây là nơi mà Chúa nói là dân sự của Chúa một ngày phải đi vòng quanh thành một lần. Và cô chú thấy nè, nhà của người ta nè. Để mình nhìn cái tỷ lệ cái thành này nó lớn tới chừng nào. Và cái bức tường thành của Jericho giống như cái hình hồi nãy chúng ta thấy đó, là nó rất là kiên cố, rất là vững chắc. Thì cô chú ở trong cái chiến thuật của Chúa đó là trong 6 ngày thì dân sự của Chúa đi vòng quanh thành một lần, các thầy tế lễ thổi kèn đi trước, rồi những cái người dân, những cái người chiến sĩ thì đi sau. Còn ngày thứ 7 thì Chúa bảo là họ phải đi vòng quanh thành này mấy lần cô chú? Dạ, 7 lần. Rồi khi nghe những cái thầy tế lễ thổi một hồi càng dài đó thì Giô-sê nói với dân chúng, hãy reo hò lên vì Đức Giê-hô-va đã ban thành này cho nên. Và khi dân sự của Chúa cất tiếng reo hò thì và tường thành sập xuống. Em trở lại đi. Và cô chú có thể là mình thấy là cái đội hình đây là mình quan sát. Thứ nhất là cái thứ tự Chúa cho là những người có vũ trang đi trước. Cái này để cho cô chú dễ nhớ bài. Và cái thứ hai là tới 7 thầy tế lễ cầm 7 cây kèn bằng sừng. Rồi thứ ba là tới hòm giao ước. Rồi thứ tư là đội quân hậu vệ đi theo sau. Và mà mỗi ngày đội hình này phải đi vòng quanh thành một lần. Rồi đến ngày thứ bảy họ đi vòng quanh thành 7 lần. Mà với cái cô chú thấy là cái thành đó không phải là nhỏ đâu. Mà Chúa hướng dẫn như thế. Nếu mà bây giờ có ai nói những cái điều này cho cô chú chị em mình nghe thì nếu mà mình là mình đặt mình trong cái trường hợp mình là những cái người mà trong nhóm mà quân lính của dân Israel đó nhận được cái lệnh này thì cô chú anh chị em mình thấy trong lòng mình có những cái gì không, thắc mắc không? Dạ có không ạ? Dạ tại sao chỉ như thế thôi sao? Đi vòng quanh thành mà căn dặn kỹ là trong vòng 6 ngày đó cho đến ngày thứ 7 trước khi các thầy tế lễ thổi một hồi càng dài đó là không một ai trong dân những cái người lính đó, quân sĩ đó mà được cất cái tiếng nói, không có nghe một cái tiếng nào từ miệng họ hết. Và cô chú tưởng tượng nếu mà là mình nghe cái việc này mình cũng thấy rất là khó hiểu. Bây giờ cái tường thành nó dày như thế, nó lớn như thế mà cái thành nó quá lớn đi, Chúa phải cho một cái chiến thuật nào và để có thể là mình đánh ốc hay là mình làm cái này, mình tấn công chỗ này, mình tấn công cái chỗ kia, nhưng mà bây giờ Chúa chỉ kêu có bao nhiêu hay thôi. Nhiều khi có những cái nan đề, những cái bức tường thành kiên cố trong đời sống của chúng ta, có thể là người thân trong gia đình của cô chú chị em nhìn có vẻ rất là cứng lòng và mình nói rằng người này chém chết, giết chết cũng không thể tin Chúa được. Và bây giờ Chúa kêu làm gì? Chúa kêu mình hãy đứng trên lời của Chúa, rồi hãy cầu nguyện cho cái người đó. Mình nói chỉ như thế thôi sao Chúa? Có nhiều lúc người ta có những cái điều mà trong đời sống mình làm cho mình thấy mình khó chịu, mình thấy mình tức giận. Có nhiều lúc nó giống như có nhiều khi mà tôi nghĩ ở trong gia đình của tôi á, có một người mà bây giờ cô này thì cả nhà tôi vẫn đang cầu nguyện cho cô, thì rất là yêu thương cô tại vì bà ngoại thì qua đời sớm, và còn một mình người dì này của tôi á,
có gia đình nữa thì cha mẹ anh chị ở trong nhà rất là thương. Và trước đây thì dì cũng rất là thương gia đình tôi, nhưng mà khi mà gia đình bắt đầu tin Chúa thì dì nổi giận. Và người mà dì chút giận nhiều nhất là tôi. Và mà nhiều lần đó, ban đầu khi mà mình mới biết Chúa, mình còn xác thịt đó, mình còn có những cái suy nghĩ này, suy nghĩ kia. Có lần đó, dì tôi bị đau quá, tôi nói bây giờ đó là Chúa có thể chữa lành cho dì được. Thì khi lúc đó gia đình ba mẹ tôi chưa tin Chúa, mấy ngày sau ba mẹ tôi mới tin Chúa. Thì khi tôi cầu nguyện cho dì tôi thì ngay chỗ cái cổ này á, dì tôi nói là bớt cũng phải là còn lại cũng khoảng là 30%, có nghĩa là bớt là 70 rồi. Rồi qua ngày hôm sau còn bí mật đem những cái hình ảnh này, hình ảnh kia ở trên mạng nói về công việc mà người ta cũng đặt tay cầu nguyện chữa lành ở các tiệm nail bên Mỹ cho ba mẹ tôi xem. Đùng một trái ba mẹ tôi tin Chúa, dì tôi bị sốc rồi thay đổi thái độ và làm rất là nhiều cái điều khó chịu. Ví dụ như tối tôi ở trong phòng cầu nguyện mà nó có hơi lớn một chút đó, là sáng hôm sau tôi thấy ở ngoài tường có một cái tấm giấy dán và đề nghị cầu nguyện nhỏ tiếng. Rồi có nhiều cái điều mà làm cho mình rất là khó chịu, mặc dù mình thấy mình thương, mình mỗi ngày mình đều khóc, mình cầu nguyện cho người đó, nhưng mà người đó hết lần này tới lần kia nói những cái lời xúc phạm, những cái điều tổn thương mình. Nhưng mà khi nếu mà tôi chỉ nhìn ở trong cái góc độ đó, đó cô chú chị em, rất là dễ nản lòng. Mình nhìn cái tường thành nó quá kiên cố đi, rất là dễ nản lòng. Nhưng mà khi mình nản lòng rồi mình không muốn cầu nguyện nữa. Nhưng mà Chúa đặt để cái tình thương ở trong lòng mình để mình cầu thang cho người đó. Rồi đây là cái cách mà Chúa dạy tôi áp dụng 12 bản đá. Và khi tôi đối diện cái tường thành, cho là tường thành Jericho đi, thì tôi bắt đầu tôi nhớ đến những cái gì mà trước đây Chúa đã làm. Những gì mắt tôi không thấy nhưng mà tôi tin trong lời của Chúa, Chúa đã làm. Thì tôi tin rằng Ngài vẫn đang tiếp tục làm. Thì bắt đầu tôi không còn nhìn cái thái độ của gì tôi đi chùa rồi làm cái này cái kia đủ thứ hết, làm cho mình rất là khó chịu, rồi nói cái này nói cái kia cằn nhằn, rồi nói những cái lời xúc phạm. Mình không nhìn những điều đó nữa. Nhưng mà tôi nhìn rằng Chúa đã làm, Chúa vẫn tiếp tục làm và sẽ làm trỗi hơn mọi phần những điều tôi cầu xin hoặc suy tưởng. Cái cách đó là áp dụng những cái tảng đá nhắc nhớ về những cái điều Chúa đã làm. Và cô chú chị em dễ hình dung chưa? Và rồi khi đối diện với cái tường thành này, trước đây đối diện với gia đình của tôi, gia đình của tôi là tôi nghĩ không thể nào tin Chúa, không thể nào. Cái thời gian đó là cái thời gian rất là khủng khiếp của cô chú. Cô chú tưởng tượng cô chú có hội thánh để khi mà mình có đang đề gì mình chạy đến, có anh chị em trong hội thánh để có thể chia sẻ với mình, mà lúc đó thật sự là tôi không có ai hết, mà không biết ở đâu để mà tìm luôn. Thì có việc gì cứ chạy đến khóc trước mặt Chúa. Nhưng mà Chúa cứ cho tôi thấy những cái hình ảnh là ba mẹ tôi đứng tại đây để làm chứng Chúa, là làm chứng là đã tin nhận Chúa. Và tôi cũng đứng tại đây, cô chú chị em đã thấy cái hình ảnh đó Chúa làm thành rồi đúng không? Và có một số người đã thấy cái hình ảnh đó Chúa làm thành ở vào tháng 7 năm ngoái đó, ngay cái ngày sinh nhật của mẹ tôi và mẹ tôi, gia đình tôi đến đây, thì Chúa đã làm thành rồi. Thì trong cái lúc đó Chúa chỉ nói một điều á, con thấy gì, mắt con thấy gì, tôi chỉ thấy là đầu tôi công bố thôi. Mà nhiều khi mình nghĩ theo cái suy nghĩ của mình khó hiểu lắm. Cháu của tôi á, nó từ nào nó cũng qua hết á, ủa út ơi, ông ngoại bà ngoại tin Chúa chưa? Tại vì tôi nói công bố trong năm 2014 là gia đình tôi sẽ tin Chúa, nên con nít nó rất là đơn sơ, nó hỏi cứ hỏi lên thế ngoài là ông bà ngoại có tin Chúa chưa. Thì mặc dù mình nói là Chúa nói chắc chắn Chúa làm, nhưng trong lòng mình, trong trí của mình cũng có cái suy nghĩ là mình nói rất là khó. Nhưng mà Chúa thật sự rất là thành tín của Chúa. Ở đây cô chú thấy Chúa hướng dẫn cho dân sự của Chúa như thế, mà họ chỉ cần trung tín ở trong cái việc Chúa hướng dẫn như thế nào thì làm đúng như thế ấy. Cái phần còn lại, cái phần chí cự là Chúa làm. Rồi khi tôi bắt đầu tôi ở trong cái sự cầu nguyện cho gia đình đó, cầu nguyện cho gia đình, thì tôi thấy bắt đầu cái lòng của ba mẹ tôi được mềm mại ra. Trước đây đó là dữ dội lắm, nhưng mà thời gian sau bắt đầu mềm mại ra. Mặc dù lúc đó chưa có tin Chúa, nhưng mà tôi nói cái việc này việc kia Chúa làm, thì mẹ tôi nói nhớ cái người này người kia có bệnh như thế đó, thì gọi động viên họ để đến đây để thử coi sao. Thì cái lòng đã mở ra rồi. Và khi cô chú chị em biết không, ở trong cái việc mà mình cầu nguyện, cái không khí ở trong gia đình mình được cài xới đó, nó không còn là một mảnh đất khô cằn nữa, không còn là mảnh đất xấu nữa. Có thể ban đầu
đầu mình thấy nó là mảnh đất nước nẻ, mình gieo cái hạt không thể nào nó nảy mầm được. Ở trong cái chỗ đó tốt nhất mình tiếp tục mình cầu nguyện để rồi mình cài xới, rồi mình tưới phân, tưới nước cho cái mảnh đất đó, nó phải trở thành mảnh đất tốt. Rồi khi bắt đầu hạt giống mình gieo rồi, bắt đầu một ngày Chúa sẽ cho nó được kết quả. Và khi tôi ở trong cái chỗ mà không có thể thấy bằng mắt mình, nhưng mà mình tin trong lời của Chúa, thì cái tường thành Jericho đó thật sự nó đã sập. Và Chúa bắt buộc hoàn toàn. Tôi còn nhớ là tháng 5 năm 2015 đó, sau khi cái đoàn cầu nguyện tường thành ghé ở Hội Thánh, thì hôm đó chiều hôm đó về thì huyết áp mẹ tôi bị lên là tới 20. Và mẹ tôi nằm ở mặt thì lúc đó là đỏ phừng lên đó, và huyết áp rất là cao. Và thường ở trong cái dạng mà cái huyết áp như thế đó là người ta phải đi cấp cứu rồi. Thì lúc đó tự nhiên bình thường thì rất là nhát, nhưng mà lúc đó cứ cho mình có một cái sự dạng dĩ. Mà tôi nói với mẹ tôi, mẹ ơi, mẹ có tin là ông trời chữa lành cho mẹ không? Con sẽ cầu nguyện. Mẹ tôi đứng lên cũng nói gì hết. Dạ, rất là run, rất là lo. Nhưng mà tự nhiên mà sao Chúa giống như Chúa cho mình một cái sức mạnh. Mà khi bắt đầu tôi nói là mẹ mở miệng, mẹ kêu ông trời cứu mẹ đi. Cái tôi thấy mẹ tôi chịu mở miệng rồi. Cái tôi cảm ơn Chúa, bắt đầu mình thấy mình tiến được bước rồi, mình lớn tới luôn. Mẹ mẹ mở miệng kêu Chúa Giêsu ơi cứu con. Dạ. Trong cái hoàn cảnh đó cô chú, 20 là cô chú rất là nguy hiểm rồi, người ta có thể chết hết cô chú. Thì ở trong cái chỗ đó mẹ tôi mới, bây giờ giống như là Chúa cũng làm cái gì đó, mặc dầu thấy trong lòng không có muốn lắm, nhưng mà Chúa cũng cho mẹ tôi mở miệng được kêu Chúa Giêsu ơi cứu con. Thì khi đó đặt tay lên cầu nguyện thì thấy trong lòng mình đang lắm. Và lúc đó tự nhiên trong lòng tôi nói là 13. Cái tôi cũng buộc miệng, tôi nói mẹ ơi huyết áp mẹ 13 rồi. Cái này tôi cầm cái máy đo huyết áp nhìn lại 13. Cái mẹ tôi nói ủa cái máy này nó bị sao, cái đo là một lần thứ hai nữa cũng là 13 nữa. Thì mẹ tôi nói chắc máy này nó bị hư rồi. Và lúc đó nhưng mà trong lòng, sau này mẹ tôi lập chứng là trong lòng mẹ tôi đó, mẹ tôi đã tin rồi và cũng bị bắt phục rồi. Tại vì khi mà huyết áp nó cao, nó nhức đầu và cơ thể nó khó chịu trong người lắm, nhưng mà lúc đó mẹ tôi thấy là cơ thể nó nhẹ nhàng, nó khỏe trở lại. Nhưng mà ở ngoài miệng thì do ngoại sự diện nên không có người nhận. Nhưng mà nói tới lần thứ ba, nó vẫn là 13. Thì cảm Chúa tôi cười tôi đi ra thôi. Nhưng mà để Chúa làm việc trong lòng mẹ tôi. Thì ngay tại chỗ đó tường thành Jericho đã sập. Rồi sau đó Chúa dùng có những cô chú, con cái Chúa đến để làm chứng Chúa cho ba mẹ tôi. Rồi bắt đầu là khi tường thành sập rồi, mình bắt đầu mình tiến vào trong, mình đã đánh thành được. Phải không cô chú? Còn bình thường đó tôi thấy là giống như bây giờ trường hợp có người thân trong gia đình tôi, cái tường thành đó nó chưa có sập mà mình cứ tiến vào mình đánh, thì lúc đó mình chọi đá vào đó, nó dội ngược vào để giăng Chúa lời đồng. Thấy không cô chú? Mình cứ ở trung tính trong cái chỗ là Chúa dạy mình làm như thế nào, mình làm như thế. Còn cái phần còn lại, Chúa là đứng làm cho cái tường thành nó sập, chứ không phải chúng ta. Có nhiều người nói là tại vì dân của Chúa la lớn quá tường thành sập. Có phải không cô chú? Bây giờ nè, cái tường của Hội Thánh mình nó mỏng hơn tường thành Jericho. Thấy không cô chú? Bây giờ mình đứng nào trong để mình la thử coi, nó có ấp dê gì không? Dạ, nó không có ảnh hưởng gì hết. Nhưng mà khi ở trong cái chỗ là dân của Chúa đồng ý chấp nhận cái điều Chúa nói, đầu phục Chúa đó, im lặng, im lặng. Mặc dù có thể trong 6 ngày đó họ thắc mắc trong lòng, họ muốn hỏi gì lắm, nhưng mà họ phải im lặng. Chúa kêu cứ làm đi, rồi không biết phần sau Chúa làm như thế nào, nhưng mà cứ im lặng. Gặp tôi á, mà một người mà hay thắc mắc mà kêu đi vòng quanh như thế, trong lòng tôi chắc tôi cũng có nhiều cái câu hỏi lắm. Nhưng mà ở đây cái chỗ mà chúng ta học được đúng không chú, là mình chỉ có cái sự đặt đầu phục Chúa. Và khi cô chú anh chị em mình đầu phục Chúa rồi, mình không còn cố để làm điều này điều kia theo cái ý của mình nữa, thì lúc đó mình đang đứng về phía của Chúa và Chúa trở nên tướng đạo binh của mình. Bây giờ ở trong một quân đội, cái người chỉ huy là cái người có cái quyền tối cao nhất, phải không cô chú? Người này kêu cái người cấp dưới phải làm việc gì thì họ phải làm đúng cái điều đó. Nhưng mà cô chú chị em, nếu mà cái người chỉ huy một cái quân đội mà quân đội không nghe lời thì họ có chỉ huy được không? Dạ không được. Cái sự đầu phục của mình trước mặt Chúa đồng nghĩa với việc mình nói rằng Chúa ơi, con đứng về phía Ngài và Ngài là đứng chỉ huy và là tướng đạo binh của con, được không cô chú? Và cái sự đồng phục, có thể trong lòng mình có cái nhiều cái điều chưa có hiểu, nhưng
mà Chúa hứa chắc chắn Chúa sẽ làm thành cái phần đó. Em cho em kế. Rồi bây giờ cái bài học mà rút lại đó cô chú, thì mình đi vào cái phần trọng tâm này nè. Thứ nhất là đòi hỏi cái sự mình phải đầu phục Chúa. Rồi thứ hai, vâng phục người của Chúa. Ở đây cụ thể là ông Giuse là người mà Chúa cắt đặt là người lãnh đạo dân sự của Chúa. Rồi cái thứ ba là làm theo lời Chúa, là dù chúng ta có thể chưa có hiểu. Dạ được không cô chú? Rồi cái thứ tư, khi mà những cái điều này gộp lại á, mà không phải một người mà cả đoàn dân của dân Israel, tất cả chỉ như một. Cái này là cô chú thấy sức mạnh của một cái tinh thần là hiệp một ở trong Chúa. Chút nữa chúng ta sẽ đi sâu vào trong cái phần này. Cô chú nhắc lại nha. Thứ nhất là điều gì ạ? Mình cần phải đầu phục ai? Dạ, đầu phục Chúa. Thứ hai, dạ, vâng phục người của Chúa. Rồi thứ ba, làm theo lời của Chúa. Rồi cái thứ tư, dạ, tinh thần của cái sự hiệp một. Khi mà cô chú nhìn thấy ở trong phân đoạn Kinh Thánh, ở trong Jericho đoạn 6 đó, thì cô chú thấy là trong cái sức mạnh của cái tinh thần hiệp một đó, mà một cái tường thành rất lớn bị đánh đổ xuống. Rồi xong qua tới cái đoạn thứ 7 là sau khi dân của Chúa đánh thành Jericho xong thì tiến đến đánh thành Ai. Thì ở trong lúc họ đánh thành Jericho, Chúa dặn là những cái vật mà đáng bị diệt đó là phải thiêu hết, không có ai được lấy những cái vật đó hết. Nếu mà họ lấy, họ làm cho dân của Chúa trở nên một dân đáng bị diệt, dân ô uế, thì có một người không vâng lời. Có một người không vâng lời, kết cục là khi mà tiến đánh thành đã ghi thì có những cái người dân của Chúa bị ngã chết. Cô chú thấy sức mạnh của một cái tinh thần hiệp một. Cô chú tưởng tượng nha, ví dụ như một đoàn dân rất là đông đi theo những cái người thầy tế lễ đi vòng quanh thành, mà chỉ có một người mở miệng ra nói chuyện, nếu tất cả đều không có im lặng theo cái lời Chúa căn dặn, chỉ một người mở miệng ra nói chuyện, nhiều việc gì xảy ra? Cô chú thấy không, cái sức mạnh của cái sự nghiệp một nó rất là lớn. Khi chúng ta có một cái sự nghiệp một thì Chúa cho chúng ta một cái công thức là gì? Bây giờ cơ bản thôi, Chúa nói là chỉ có hai người ở trên đất này đồng ý với nhau việc gì thì Chúa sẽ làm cho. Cô chú thấy kinh khủng không? Chỉ cần mình đồng lòng với nhau thôi, mình cầu xin bất cứ việc gì Chúa cũng làm cho mình hết. Nhưng mà ở đây không chỉ hai người mà là một tập thể dân sự của Chúa mà hiệp ý với nhau thì không có lý gì mà Chúa không đánh đổ được thành được hết, phải không cô chú? Nhưng mà bây giờ nếu mà câu hỏi đặt ra, có một người nào ở trong cái nhóm người này mà đang đi như thế mà bất chợt mở miệng lên tiếng nói cái này cái kia thì từ thành Jericho có sụp đổ không cô chú? Và có một người giống như là trái chiều mà đi ngược lại với những cái gì cái dẫn dắt đó thì mất cái sức mạnh của cái tinh thần hiệp một. Ví dụ như trong cái mắt xích, trong cái dây xích cô chú thấy có rất là nhiều mắt, nhưng mà có một cái mắt xích nó bị yếu, nó bị suy yếu và nó bị đứt đi, thì khi mà cái sợi xích đó dù nó có tốt đến đâu, dù mà nó có chắc đến đâu thì nó cũng phải đứt. Không phải bởi những cái mắt xích kia yếu, nhưng mà bởi cái mắt xích yếu nó đã bị gãy rồi. Mặc dầu những cái mắt xích kia rất là mạnh, cái tinh thần của sự hiệp một có một cái sức mạnh rất là lớn. Cô chú còn nhớ một cái công thức của Chúa không? Một người thì đánh đuổi bao nhiêu? Một ngàn. Một ngàn. Hai người đánh đuổi bao nhiêu? Mười ngàn. Và ở đây chúng ta có bao nhiêu người? Nhiều lắm. Dạ. Dạ, mình không hiểu cái công thức của Chúa. Cái này là còn hơn cấp số nhân nữa. Chúa có một cái công thức quá lạ. Dạ, bây giờ chúng ta thấy cái tinh thần của sự hiệp một. Bao nhiêu con người đó mà hiệp một ý, một lòng với nhau làm theo lời của Chúa thì đánh đuổi bao nhiêu ngàn? Đoàn dân của Chúa nó có khoảng là 40.000 người đó. Thì cô chú tưởng tượng 40.000 người này mà đồng tiếng nói, đồng một lòng, đồng một mục đích, cùng đầu phục Chúa hết thì việc gì xảy ra? Bao nhiêu người phải bị ngã xuống? Cái này chúng ta đang nói về trong cái thế giới linh nữa cô chú. Dạ được không cô chú? Và cái sức mạnh của sự hiệp một rất là quan trọng.
Nên là khi mà Chúa dạy cho chúng ta điều này thì tôi ao ước rằng chúng ta có cái việc là chúng ta nhìn thấy chúng ta đang đứng ở trong một cái tập thể. Mà đừng có nói là cá nhân tôi không sao, những anh chị em của tôi mạnh rồi nhưng bây giờ cho tôi yếu đuối một chút không sao, cho tôi phạm chút xíu cái này, chút xíu lỗi này đi chắc không sao. Nhưng mà nó có cái sự ảnh hưởng đến cả một tập thể. Và cô chú thấy cái sự quan trọng của mình chưa? Và chỉ cần mình là một mắt xích, chỉ cần cái mắt xích nào đó nó bị hư, nó bị gãy, nó bị yếu thì nó ảnh hưởng chung hết cả một tập thể. Và khi mà mình học tới cái môn đạo kinh thánh này, cái điều mà mình cần nhờ cậy Chúa đó là giúp đỡ cho chính bản thân mình trước để mình được cứu vững. Rồi sau mình cứu vững rồi mình làm vững mạnh tinh thần của anh em mình, những cái người mà yếu đuối. Được không cô chú? Dạ. Cô chú nhớ luôn luôn một cái công thức mà mình phải áp dụng, đó là cái sự đầu phục Chúa. Và khi mà tôi cái từ đầu phục Chúa đó làm cho tôi hình dung có một cái con tàu, và đời sống của chúng ta là những cái con tàu. Trước đây á, thì có thể là tôi cố gắng tôi cầm cái tay lái con tàu, tôi lèo lái cuộc đời mình. Nhưng cái sự đầu phục là tôi nhường cái tay lái đó, tôi không còn nắm giữ nữa, nhưng mà chính Chúa nắm giữ lại. Rồi Ngài muốn bẻ nó theo cái hướng nào, tôi không có quyền cho nó. Chúa ơi, con thích đi đường này, chú bẻ là đường kia đi. Được không cô chú? Dạ không, thái độ đó không phải là thái độ đầu phục. Nhưng mà Chúa hướng cuộc đời của mình vào đâu thì mình vâng lời đầu phục Chúa để Chúa dẫn dắt. Và tôi tin rằng khi mà Chúa dẫn dắt mình, Chúa sẽ cho cái chiếc tàu của cuộc đời mình cập một cái bến, mà cái bến này là lòng mình ước ao đó. Cái sự đầu phục là nhiều quyền để Chúa dẫn dắt đời sống của mình. Chúa hướng dẫn cuộc đời của mình, Chúa tể trị cuộc đời của mình, Chúa bảo sao mình làm như vậy. Được không cô chú? Đó là cái hành động để bày tỏ cái sự đầu phục. Và trong cái sự đầu phục đó, cô chú chị em là những cái người khôn ngoan, bởi vì cô chú đã thiết lập cuộc đời mình dựa trên lời của Chúa, dựa trên nền tảng mà không bao giờ bị rúng động, dựa trên vầng đá thời đại đó mà chúng ta học đó là chính Chúa Giêsu. Rồi chúng ta trở lại, dù có mưa xa, nước chảy gió lai, những cái khó khăn, những cái thử thách gì ảnh hưởng đến đời sống của Chúa thì cũng không thể làm cho ngôi nhà tâm linh của cô chú bị sụp đổ được, bởi vì ngôi nhà đã được xây trên vầng đá. Khi Chúa tể trị cuộc đời mình, cô chú bước đi trong sự dẫn dắt của Chúa. Chúa Ngài là đấng biết hết mọi sự. Phía trước có một cái hố, hoặc là cây cầu này bị gãy, cây cầu này chuẩn bị sập rồi, có thể người ta đi chưa thấy, nhưng mà tới mình, nó có thể là tới cái giai đoạn của mình là nó phải gãy ngang, thì Chúa bắt đầu chiến thắng mình lại. Mình thấy tại sao mọi việc nó đang tiến triển mà tự nhiên bây giờ mình lại đứng ở chỗ mình thấy hầu như không có nhúc nhích. Nhưng mà khi mình đứng ở chỗ đó, mình quan sát một thời gian, mình mới phát hiện thì ra Chúa giữ mình, không cho mình đi trên cây cầu này, vì cái cầu này nó chuẩn bị sập rồi. Và mình thấy cái sự thành tín của Chúa. Rồi Chúa dẫn dắt cho cô chú Giang ở trong cái chỗ mà mình đã đứng ở bên cái chỗ mà đang trong nhìn về cái miền đất hứa, mình không biết cái cách đi. Nhưng Chúa qua trụ mây, trụ lửa, và bây giờ là chính Chúa ở trong đời sống của mình, qua lời của Ngài dẫn dắt đời sống của mình, qua thì giờ cô chú chị em để cái việc riêng ra để mình tương giao trò chuyện với Chúa, thì Chúa dạy cho mình phải làm cái điều gì. Thì chính cái sự dẫn dắt của Chúa cho cô chú chị em đến cái xứ mà Chúa hứa cho mình, được không cô chú? Nhưng nếu chúng ta thiếu cái tinh thần của cái sự đầu phục thì Chúa không thể hướng dẫn cuộc đời chúng ta được. Dạ phải không ạ? Dạ. Rồi cái thứ hai là khi mà cô chú chị em mình vâng phục người của Chúa. Tại sao đây nói là người của Chúa? Bởi vì chính Chúa là đấng đã chọn lựa và đặt để ông Giô-sê vào trong cái vị trí lãnh đạo này, và ông phải có trách nhiệm ở trước mặt Chúa về việc mà Chúa giao cho làm. Khi bây giờ ở cô chú, ví dụ như trong một công ty, khi mà có cái việc gì người ta ví dụ như là thuế người ta kiểm chẳng hạn, thì trong công ty đó có thể cái người kế toán đó vì không có cái nghiệp vụ người ta làm không có tốt, làm sai. Nhưng mà khi mà thuế bên thuế kiểm đó, thì bây giờ ông chủ công ty ông đổ người là tại kế toán không làm sai, hay là ông phải nhận cái trách nhiệm đó? Thôi cô chú, cái người đứng mũi luôn luôn là cái người mà phải có cái trách nhiệm cao nhất. Chúa giao cho cô chú chị em là người mà chăm sóc bầy chiên của Chúa.
thì cô chú chị em là người phải trả lời cho Chúa về bài chuyện của chị em. Dạ phải không ạ? Tại sao mình phải có cái tinh thần là mình cầu phục? Tại vì nếu mà đội quân không có cái sự việc một, không đầu phục người lãnh đạo thì không thể nào đi đánh trận được. 1.000 người, 1.000 ý. Bây giờ người lãnh đạo kêu làm cái điều này thì ông này nói không được. Tôi thấy cái này không hay, ý tôi là làm như thế là hay hơn. Công kia nó không được, đỡ tôi sẽ làm như thế này. Thì cô chú nghĩ cái đồng quân đó có thắng được không? Và chưa đánh đã bại rồi. Tại vì không có sức mạnh của cái sự nghiệp một. Rồi thứ nhất cô chú nhớ là đầu phục. Dạ, rồi thứ hai dạ, vâng phục người của Chúa là người mà Chúa đặt để là người lãnh đạo. Amen. Rồi cái thứ ba là làm theo lời Chúa. Dạ, cái này là kết quả của sự đầu phục, của sự vâng lời, nó sinh ra một cái hành động. Bởi vì Chúa nói là đức tin không có hành động là đức tin chết. Thì cái việc mình phải bày tỏ cái sự đầu phục, cái sự vâng lời của mình qua cái việc là mình phải hành động, mình phải làm. Amen không ạ? Dạ. Rồi, khi mà tổng quát là những cái điều này nó mang đến cho mình cái tinh thần, sức mạnh của sự nghiệp một. Mà cô chú, ở trong cái vận động này, cô chú có thể là thấy sức mạnh của sự đồng phục Chúa, sự vâng lời Chúa của sự nghiệp một đó. Làm gì? Làm tường thành Jericho phải sụp đổ xuống. Ở trong gia đình chỉ cần bản thân, thứ nhất có thể là ai đó là người đầu tiên trong gia đình tin Chúa thì chúng ta có cái sự cầu nguyện trong gia đình của mình, Chúa bắt đầu Chúa làm. Rồi Chúa sẽ gửi những cái người viện trợ khác đến để viện trợ chúng ta, việc một của chúng ta trong cái sự cầu nguyện. Rồi khi cô chú chị em đã bắt đầu không còn là một nữa rồi mà từ hai trở lên rồi thì mình không chỉ cầu nguyện cho gia đình của mình cầu nguyện cho cái khu vực của mình đang ở nữa. Cái điểm nhấn của cô chú chị em, mình hiệp một lại, mình cầu nguyện thì ở đó có những cái ví dụ như là cái khu vực đó, cái xóm đó là thường người ta có thầy bùa, rồi làm bùa làm chú, rồi đền, rồi những gì đó. Thì khi mà có chú chị em ở trong sự nghiệp một, mình cùng cầu nguyện, mình cùng đánh trận. Thì cái tượng thành nào đó, nó đánh trợ dân sự của Chúa tại chỗ đó, nó không tin nhận Chúa được. Thì một ngày tượng thành đó phải sụp đổ trong cái sự nghiệp một của cô chú chị em. Đúng không ạ? Yeah. Rồi bây giờ cô chú chị em có thể lặp lại sức mạnh của sự nghiệp một. Mình sang qua nhắc nhở thêm những người hãy hiểu lại. 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 Dạ, bây giờ cái phần này là cái phần rất là hay đó cô chú. Mình nói về cái hồi nãy là mắt của mình, mắt thuộc thể của mình thấy. Thì khi cái mắt thuộc thể của mình đó cô chú, em nhớ một cái điều này. Cái gì mà mình đã thấy mà con mắt này của mình rồi, có nghĩa là cái việc đó nó đã có cái diễn biến từ lâu ở trong cái thế giới linh rồi cô chú. Và ở trong cái phần này cô chú để ý nè, ở trong Ê-phê-sô đoạn 6 câu 12 đó chú nói điều gì? Vì chúng ta chiến đấu không phải chống lại thịt và máu, nhưng chống lại các quyền thống trị, các thế lực, các kẻ nắm quyền bá chủ thế giới mờ tối này và các thần dữ ở các nơi trên trời. Tại sao mà ông Giô-sê ổng thấy có một người đến cầm cái gương trần thì ổng hỏi về phe nào? Người này nói không về phe nào hết nhưng mà đến chỉ huy đạo quân của Đức Chúa Trời. Và cô chú ở đây, mình có cái sự nghiệp một ở trong cái sự cầu nguyện hay là trong cái sự vâng lời Chúa làm một cái việc gì đó theo cái sự dẫn dắt của Chúa, thì ở trong thế giới linh cái cuộc chiến đó nó cũng xảy ra tương tự như thế, phải không cô chú? Ở đâu trong Kinh Thánh có điều này? Và cô chú có nhớ ở phần nào trong Kinh Thánh nói về cái việc mà có những cái cuộc chiến diễn ra ở khu chung không? Dạ, có ai nhớ không ạ? Dạ, ai nhớ là chắc sẽ có quà.